bóng không vào lưới. Điểm số đã thuộc về Bun Chóp 2-4. Bóng không vào lưới, điểm số thuộc về Sơn Ca 5. Trên hình là phần cảnh bên trong của tổ chuyên môn bàn bình luận căng tin có thể coi là như vậy của giải bóng chuyền trên cúp xe Mỹ lần thứ hai năm 2024. Còn ngoài sân thì chúng ta thêm đây trận đấu thứ hai, hiệp đấu thứ hai của trận bán kết 1 giữa Bun Chóp và Sơn Ke. Bun Chóp của An Hiệp Châu Thành và Sơn Ke của Trung Khánh Long Phú. Ở hiệp đấu thứ nhất thì chúng ta biết rồi, các cầu thủ Sơn Ke là những người giành chiến thắng. Đây là hiệp đấu thứ hai, rất là vui ha. Nắng nóng, thời tiết lúc này gần 13 giờ nắng nóng, nhưng mà khán giả lúc nãy còn đông hơn nữa. Người ta thấy nhiều cổ động viên đã không thể chịu nổi, luôn cởi trần luôn. Thành viên ban tổ chức cũng cởi trần. 7-3. Còn đây là bình luận viên Vui Tính, thầy Sang. Thời tiết lúc này mà ông dám nói là 3 độ đó, anh em mình biết là ông Vui Tính cỡ nào đấy. Đang tấn công lúc này đó là Sơn Ke, một pha chặt bóng của cầu thủ Bun Chóp. Như vậy điểm số đã thuộc về Bun Chóp 4-7. Giải thưởng như Quốc Khởi nói nè, bộ đồ thi đấu nè, các cờ lưu niệm, huy chương, đặc biệt là chiếc cúp. Chiếc cúp có để chữ là cúp xe Mỹ. Bóng ngoài, điểm số dành cho Bun Chóp 5-7. Đây là nhà tổ chức em phone mà chúng ta dân ghe ngò của mình nhìn là biết ngay ha. Có thể nói là ông bầu của ghe ngò tum núp 2. Bóng tốt, điểm số thuộc về Bun Chóp 6-7. Rồi, kết quả cụ thể như thế nào về giải đấu này thì Quốc Khởi sẽ thông tin đến anh em mình sau nha. Còn bây giờ thì tới giờ làm vậy, phải chạy về và chạy vô đài xử lý chương trình thời sự chiều nay thôi. Điểm số đã thuộc về Sơn Ke. Không thể ở đây để 8-6 thì hết giải đấu này cho anh em xem. Vui, rất là vui, thêm một cái sân chơi rất là ý nghĩa cho anh em mình. Và kết thúc giải đấu này vào khoảng 15 giờ chiều nay thì giải đã xác định được các thứ hạng ở hai trận bán kết. Như video mà Quốc Khởi đã chuyển cho anh em mình xem, ở trận bán kết thứ nhất thì giữa Sơn Ke và Bun Chóp, kết quả cuối cùng không có bất ngờ nào xảy ra. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì Sơn Ke thắng, sau đó trận ở hiệp thi đấu thứ hai tiếp tục là Sơn Ke của Trường Khánh Long Phú giành chiến thắng trước Bun Chóp. Ở trận bán kết 2 cũng vậy, chúng ta nhớ là các cầu thủ của phường 9 thành phố Sóc Trăng, trong đó có những cầu thủ rất là trẻ, có chiều cao rất là tốt, Quốc Khởi gọi là những cây sào trên sân, như quý vị đang thấy trên màn hình. Ba cái cầu thủ mặc áo trắng, trẻ và sức bật rất là tốt, chiều cao tốt, đã không quá khó khăn để vượt qua Trần Đề với tỷ số là 2-0. Như vậy là hai đội bước vào trận chung kết, đó là phường 9 của thành phố Sóc Trăng và Sơn Ke của Trường Khánh Long Phú. Có thể nói là một trận chung kết rất là xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ đội nắng để mà xem. Hai đội đã bám đuổi với nhau rất là quyết liệt, không chỉ là trong từng hiệp đấu mà còn có thể nói là trong những tỷ số xích sao nữa. Kết quả cuối cùng thì các cầu thủ trẻ, sức bật tốt, những cây sao trên sân của phường 9 thành phố Sóc Trăng đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 trước Sơn Ke của Trường Khánh Long Phú để giành chức vô địch. Quốc Khởi nhắc lại, phường 9 là đội đã giành chức vô địch, Sơn Ke xếp hạng nhì. Trước đó thì trong trận tranh hạng 3 thì Bun Chóp đã vượt qua Trần Đề để giành chiến thắng, và như vậy là thứ hạng 3 thuộc về Bun Chóp. Tóm lại ở giải đấu này, chức vô địch thuộc về phường 9 của thành phố Sóc Trăng, hạng nhì là Sơn Ke của Trường Khánh Long Phú, hạng 3 là Bun Chóp của An Hiệp Châu Thành, và cuối cùng hạng 4 là Trần Đề. 4 đội với 4 thứ hạng, khi mà giải đấu ngay từ đầu là có 16 đội, và cuối cùng buổi khi mà Quốc Khởi vào thì còn 4 đội như vậy. Và kết quả cuối cùng như Quốc Khởi vừa nói, chức vô địch thuộc về phường 9 của thành phố Sóc Trăng, hạng nhì là Sơn Ke của Trường Khánh Long Phú, hạng 3 là Bun Chóp của An Hiệp Châu Thành, và hạng 4 là Trần Đề. Rồi, thông báo đến anh em mình kết quả như vậy nha. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, đặc biệt là những video mà Quốc Khởi sẽ chuẩn bị làm để hướng về Ố Bốc Đua Ghe Ngò 2024 Festival Đua Ghe Ngò lần thứ 6 của chúng ta. Tất cả cùng vui vẻ, mạnh khỏe nha anh em.